Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc. Làng Phát Lộc tại xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình vào vụ Tết. Trao tặng sổ tiết kiệm cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam tại Hải Dương. Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam phấn đấu tăng tỷ lệ thu gom rác thải lên 96% vào năm 2019. Huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh chỉnh trang đô thị chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Mời quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết. Những tháng cuối năm là thời điểm có nguy cơ cao về dịch bệnh trên đàn gia súc xuất hiện và bùng phát. Vì thế, công tác phòng chống dịch bệnh đã và đang được huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên chú trọng triển khai bằng nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện để chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững. Huyện Yên Mỹ có đàn gia súc trên 50.000 con các loại. Trong những năm qua, chăn nuôi đã giúp địa phương chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập cho người dân. Đến thời điểm này, trên địa bàn không có dịch bệnh nguy hiểm ở đàn gia súc. Để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trạm thú y huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống. Ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh đến tận thôn xóm hộ chăn nuôi nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời dịch bệnh. Đến nay, toàn huyện đã tiêm được trên 15.000 liều vaccine lở mồm long móng và trên 25.000 liều vaccine tai xanh. Trước tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan nhanh, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh vừa tổ chức họp triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh lở mồm long móng trên địa bàn. Tính đến ngày 7 tháng 1 năm 2019, dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại 33 hộ của 22 thôn khu phố thuộc 11 xã, phường trên địa bàn thành phố, làm mắc bệnh và tiêu hủy 467 con gia súc với trọng lượng khoảng 34.000 kg. Để nhanh chóng bao vây, khống chế, tiến tới dập tắt hoàn toàn ổ dịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan tập trung làm tốt công tác tiêm phòng vaccine cho toàn bộ đàn gia súc khỏe mạnh, tiếp tục phun hóa chất, rắc vôi bột để tiêu độc khử trùng môi trường, đặc biệt là những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao, tổ chức tiêu hủy toàn bộ số vật nuôi bị nhiễm bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật, duy trì nghiêm các tổ chốt chặn, bố trí người canh gác 24/24 giờ, kiểm soát việc vận chuyển gia súc vào vùng dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân và các hộ chăn nuôi cam kết không giết mổ, mua bán sử dụng thực phẩm từ gia súc không rõ nguồn gốc, tránh để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định, hiện trên địa bàn tỉnh có trên 10.000 trang trại gia trại chăn nuôi gia súc gia cầm, 2.000 điểm giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư, 400 cơ sở kinh doanh thuốc thú y và gần 700 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Theo đó, sản lượng thịt gia súc gia cầm hàng năm ước đạt trên 160.000 tấn, không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh mà còn cung ứng cho các tỉnh thành phố như Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình. Với quyết tâm đưa ngành chăn nuôi phát triển theo hướng bền vững, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cấp các ngành tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, đặc biệt là khuyến cáo người dân không sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra tồn dư kháng sinh và việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân sản xuất và người tiêu dùng, đảm bảo người dân được sử dụng thực phẩm sạch an toàn. Năm 2019, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có kế hoạch chuyển đổi 388 hectare từ gieo cấy lúa sang trồng cây ăn quả và nuôi thả thủy sản. Trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, Ninh Giang xây dựng kế hoạch chuyển đổi gần 723 ha từ gieo cấy lúa sang trồng cây ăn quả và nuôi thả thủy sản. Năm 2018 vừa qua, địa phương này đã chuyển đổi được 175 ha. Năm 2019, Ninh Giang sẽ tiếp tục chuyển đổi 388 ha. Diện tích còn lại gần 160 ha sẽ được thực hiện ở năm 2020. Để việc chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng cây ăn quả và nuôi thả thủy sản đạt hiệu quả, huyện Ninh Giang định hướng lựa chọn những loại cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, đất đai và tập quán sản xuất. Cụ thể, với cây ổi sẽ được trồng tại các xã Hiệp Lực, Hồng Dụ, Vĩnh Hòa. Các loại cây có múi như là cam, quất, bưởi được trồng ở những chân ruộng đất màu mỡ tại các xã Hồng Phong, Kiến Quốc, Vĩnh Hòa. Huyện Ninh Giang yêu cầu các xã xây dựng kế hoạch chuyển đổi phải tuân thủ các quy định luật đất đai và cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và của tỉnh.
nhờ tận dụng những thế mạnh đất đai, nguồn lao động dồi dào, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mà năm 2018, giá trị trên 1 hectare đất canh tác của xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đạt 115 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với năm 2017. Có được kết quả trên là nhờ vào chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân đưa các cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tiếp tục phát triển cây trồng vụ đông gắn với việc liên kết tiêu thụ sản phẩm, thực hiện liên kết mô hình 4 vụ có hiệu quả với các cây trồng như ngô ngọt, khoai tây, lạc và một số cây rau màu khác. Xã tập trung thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, xây dựng các mô hình chuyển đổi sản xuất như trồng chuối, trồng cây ăn quả kết hợp nuôi cá, gà, lợn, đồng thời có chính sách hỗ trợ cho các mô hình chuyển đổi từ 2 hectare và 5 hectare trở lên để bà con có động lực phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tuyên truyền bà con đưa khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất và chăn nuôi đảm bảo theo hướng nông nghiệp sạch và an toàn thực phẩm. Năm 2019, xã phấn đấu giá trị trên 1 hectare canh tác đạt 116 triệu đồng, sản xuất vụ đông phấn đấu từ 140 hectare diện tích ăn chắc trở lên. Được sự hỗ trợ của tỉnh Hưng Yên, huyện Tiên Lữ đã phát triển mô hình tư lưới vào thâm canh và đã cho hiệu quả cao. Với diện tích 1.000 m2 nhà lưới, được tỉnh hỗ trợ 30% trị giá tương đương với 200 triệu đồng và 15 triệu đồng tiền giống vật tư, mô hình đã được thực hiện tại xã Thiện Phiến, trồng 2.200 cây trên giá thể, giống TL3, ruột vàng, giòn, thời gian sinh trưởng 70 ngày, áp dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của Xtend. Khi thu hoạch, sản lượng đạt 2,2 tấn với giá bán 35.000 đồng 1 kg và được doanh nghiệp ở Hà Nội bao tiêu sản phẩm, trừ chi phí giống đầu tư nhà lưới, phân bón ở vụ đầu cho thu lãi 30 triệu đồng. Trung bình một năm sẽ sản xuất được từ 3 đến 4 vụ và cho lãi từ 300 đến 350 triệu đồng một hectare. Nhà lưới có thể khai thác được nhiều năm, không chỉ cho dưa mà còn rau màu các loại. Thực tế, sản xuất cho thấy tuy mới là vụ đầu tiên nhưng người dân đã áp dụng khá tốt quy trình kỹ thuật trong sản xuất. Huyện Tiên Lữ đang khuyến khích để các hộ dân có điều kiện học tập nhân rộng, mở ra hướng đi mới cho nền sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Vào thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng cây phát lộc tại xã Minh Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình lại tất bật để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho người dân cả nước đón Tết rước lộc về nhà. Hơn 10 năm nay, cứ từ tháng 10 trở đi, gia đình ông Nguyễn Đăng Thuyết lại bận rộn bên những chậu cây phát lộc. Mỗi ngày, gia đình ông sản xuất trung bình gần 100 chậu phát lộc để xuất ra thị trường trong và ngoài tỉnh. Cuối năm là họ mua nhiều, nên là họ đặt hàng bán cho các tỉnh, cả trong ngoài Bắc và trong Nam, rồi kể cả là đi nước ngoài. Một ngày đông khách đấy là cũng xuất được từ 3-5 xe. Khéo léo, cẩn trọng và tỉ mỉ. Mỗi lãng phát lộc như chứa cả tâm tình của người làm ra chúng, nhằm tạo ra những sản phẩm đầy sáng tạo, đẹp nhất, hoàn mỹ nhất cho khách hàng. Cái khâu cái kỹ thuật của nó thì mình phải làm làm sao để cho nó đều, nó đẹp. Và cái mắt nó phải xây ra ngoài thì nó mới lên đều đẹp được. Sài Gòn năm nay thì nó đa phần nó là lậm hồ lô với là thuyền buồm. Thuyền ngoài Bắc mình thì là đa phần nó là tháp. Thế còn là nó tùy kiểu là từng lớp, chẳng hạn như Quảng Ninh thì năm nay thì nó lại chơi cái loại nhỏ nhỏ bằng cái loại bát như chẳng hạn như kia. Đấy, vì ống, chỗ ống đấy, đấy thế tùy tất cả những cái đa dạng năm nay nó nhiều mẫu mã lắm. Tôi đã biết đến cái làng cây này lâu rồi, hôm nay có dịp để lên mua, thấy cây đẹp và xanh. Từ nhiều năm nay, khi nhắc đến làng phát lộc tại Thái Bình, người ta nhớ ngay đến xã Minh Tân, huyện Đông Hưng. Trung bình mỗi dịp Tết, cả xã cung ứng ra thị trường hàng vạn chậu cây phát lộc với đa dạng chủng loại, tạo nên nét đặc biệt của làng nghề và mang lại vẻ đẹp cũng như yếu tố tâm linh, mong một năm tài lộc đến với mọi người, mọi nhà trong dịp Tết cổ truyền. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Vừa qua, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã nhận được kết quả của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai về vụ việc ba ông cháu tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ bị ngộ độc là do sản phẩm bột ngũ cốc tăng cân M2 Organic. Trước đó, vào ngày 27 tháng 12,
khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 3 bệnh nhân cùng một gia đình tại xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, nghi do ngộ độc thực phẩm chức năng tăng cân M2 Organic được mua qua mạng với các biểu hiện loạn thần, co giật, hôn mê sâu. Sau đó, 3 bệnh nhân được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi điều trị khoảng 1 tuần. Đến nay, 3 bệnh nhân đã ra viện. Cũng theo kết luận của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, sau khi xét nghiệm sản phẩm bột ngũ cốc tăng cân M2 Organic phát hiện có chất siboroheptadine gây ngộ độc thần kinh, nó không được ghi trong thành phần của sản phẩm bột tăng cân này. Siboroheptadine là một loại thuốc kháng sinh histamine thế hệ 2 thuộc nhóm piperidine, được chỉ định chủ yếu trong các trường hợp dị ứng ngứa, viêm mũi dị ứng, viêm da. Mặc dù có tác dụng kích thích ăn ngon miệng nhưng không được sử dụng làm thực phẩm do những tác dụng phụ nguy hiểm. Vụ việc hiện đang được Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra xử lý. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam vừa trao sổ tiết kiệm và quà cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Hải Dương. Trong đợt này, Trung ương hội trao tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng và tặng 5 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho 15 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hải Dương tặng 140 suất quà với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam lần thứ nhất năm 2019 do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin phát động. Mới đây tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình, tỉnh đoàn Thái Bình tổ chức ngày hội Học sinh sinh viên với văn hóa giao thông năm 2019, tuyên dương sinh viên năm tốt và học sinh 3 rèn luyện cấp tỉnh. Ngày hội có sự tham gia của 1.500 học sinh sinh viên đến từ các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 11 tập thể và 69 cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu tập thể sinh viên năm tốt và học sinh 3 rèn luyện đã được vinh danh tại ngày hội. Họ là những người trẻ có những cống hiến cho các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ý thức cho trách nhiệm và hành động trong tương lai. Các bạn trẻ tham gia ngày hội thể hiện thông điệp hãy hành động vì cuộc sống an toàn, trước hết là chấp hành nghiêm và đầy đủ luật giao thông đường bộ. Song song với các tiết mục văn nghệ sôi nổi là các hoạt động ý nghĩa như thi vẽ tranh với chủ đề Tuổi trẻ Thái Bình với an toàn giao thông hay những thông tin hữu ích về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn, thi kéo co, nhảy bao bố. Thông qua đó, tuyên truyền, giáo dục, trang bị những kiến thức về an toàn giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động cho đoàn viên thanh niên, góp phần hình thành nét đẹp văn hóa khi tham gia giao thông. Thực hiện phong trào đổi mới sáng tạo trong dạy và học, cô giáo Nguyễn Thị Phương, giáo viên môn hóa học, trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã chủ động bắt nhịp với các kỹ thuật dạy học mới, tích cực đổi mới phương pháp truyền đạt kiến thức. Nhờ đó tạo phong trào học tập sôi nổi, phát huy sở trường của các em học sinh. Với kinh nghiệm 10 năm đứng lớp, cô Phương luôn đặt ra mục tiêu mỗi giờ lên lớp của mình, đó là cả cô và trò đều thấy vui và hiệu quả. Từ đó cô tích cực tìm tòi, nghiên cứu, tận dụng các trò chơi để áp dụng vào hoạt động giảng dạy như trò chơi truyền phấn, trò chơi hỏi nhanh đáp gọn, trò chơi ẩn số. Các em học sinh không những ghi nhớ kiến thức một cách nhanh chóng mà còn kích thích sự phấn đấu, thi đua học tập lẫn nhau. Cách dạy học của cô cũng truyền cảm hứng đến các thầy cô giáo khác trong tổ để giờ học hấp dẫn hơn. Ngoài ra, mỗi năm học, cô Phương đều chủ động triển khai các chuyên đề như làm đồ dùng học tập, các thí nghiệm vui chơi cùng học sinh với các hóa chất đơn giản có sẵn trong đời sống. Đặc biệt, cô có khả năng tiếng Anh tốt. Các giờ học môn hóa học bằng tiếng Anh tạo ra sự sôi nổi, thu hút các em học sinh lắng nghe, tiếp thu kiến thức liên môn một cách hiệu quả. Với những thành tích của mình, cô nhiều lần được tặng bằng khen của các cấp. Cô Nguyễn Thị Phương là một giáo viên trẻ, rất là yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp của mình, đặc biệt là sức sáng tạo của cô. Cô là người dẫn đầu trong cái việc vận dụng các cái kỹ thuật dạy học tích cực vào công tác giảng dạy, đặc biệt là trong cái việc cùng các thành viên trong tổ và hướng dẫn các em học sinh làm đồ dùng dạy học tự làm để cho các tiết dạy của mình được sinh động, hướng các em vào bài dạy. Cho nên các tiết học của cô tạo ra một sức cuốn hút rất mạnh đối với gần như 100% các em học sinh ở trong lớp.
Theo khảo sát của các chuyên gia nhãn khoa, trong 30 năm tới, một nửa dân số thế giới, khoảng 5 tỷ người sẽ bị cận thị. Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á. Học sinh tỉnh Nam Định cũng không phải là ngoại lệ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến học sinh bị cận thị là do ánh sáng tại lớp học không đảm bảo. Qua khảo sát một số trường trên địa bàn tỉnh Nam Định, đa số các lớp học đều trang bị hệ thống đèn chiếu sáng. Tuy nhiên, thiết bị chiếu sáng và cách lắp đặt lại không phù hợp, ảnh hưởng đến sức khỏe về mắt của học sinh. Theo khảo sát của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Nam Định, tật cận thị học đường đang có xu hướng ngày một tăng, khiến cho các em học sinh ngày càng gặp những bất tiện trong việc học tập và sinh hoạt. Điều đáng nói là tình trạng này hoàn toàn có thể giảm bớt nếu như đảm bảo được ánh sáng tại lớp học theo quy định. Hiện nay, bình quân lượng rác thải sinh hoạt phát sinh ở các thôn xóm trên địa bàn huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, mỗi ngày khoảng 50 tấn. Trong đó, 8 xã thị trấn được Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa tại xã Duy Minh thu gom xử lý tập trung với khối lượng gần 25 tấn. Các xã còn lại được nông dân tự thu gom phân loại và chôn lấp ở cơ sở. Tỷ lệ rác thải được thu gom trên địa bàn huyện năm 2018 đạt 94,5%, tăng 1,35% so với năm 2017. Huyện Duy Tiên phấn đấu tỷ lệ thu gom rác thải năm 2019 đạt 96%, tăng 1,5% so với năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên là địa phương có nhiều trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đến nay, huyện vẫn còn hơn 130 trường hợp vi phạm chưa bị xử lý. Toàn huyện Phù Cừ có 920 điểm vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Đến nay, đã xử lý được gần 800 trường hợp. Bên cạnh những xã quyết liệt xử lý như Tống Chân, Tiên Tiến, Nhật Quang, thì vẫn còn nhiều xã chưa thật sự vào cuộc, kết quả đạt được không cao. Tiêu biểu là xã Quang Hưng còn 52 hộ vi phạm, Minh Tân 33 hộ, Minh Tiến 14 hộ. Nhiều gia đình vi phạm với diện tích lớn như hộ ông Nguyễn Văn Dũng, Doãn Trung Nhương ở xã Minh Tân, xây dựng công trình kiên cố từ 2 đến 3 tầng như hộ ông Nguyễn Đình Khảm, Trần Văn Nhặn ở xã Minh Tiến. Trước thực trạng này, huyện cần kiên quyết vào cuộc xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, tạo sự minh bạch trong quản lý đất đai. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thời gian này, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, hoàn thành các hạng mục công trình vui chơi giải trí dành cho thiếu nhi, góp phần tạo không khí để nhân dân vui Tết đón xuân, vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán năm nay, huyện Yên Phong đã đầu tư trên 20 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống vườn hoa cây xanh, công viên vui chơi cho thiếu nhi. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện cũng chỉ đạo phòng kinh tế và hạ tầng phối hợp với các ngành chức năng và các xã phường thị trấn tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, thực hiện kẻ vẽ lại các vạch giao thông đã bị mờ, bó lại toàn bộ hệ thống đường điện, cáp viễn thông chằng chịt làm mất mỹ quan đô thị, tăng cường trang trí vườn hoa cây xanh trên các tuyến đường trung tâm huyện, thực hiện rà soát lại toàn bộ hệ thống chiếu sáng và các đèn trang trí để thay thế nếu hỏng hóc. Đặc biệt về vệ sinh môi trường, huyện Yên Phong yêu cầu công ty môi trường tăng cường thu gom rác thải, không được để rác thải tồn đọng trên các tuyến đường, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định về khử trùng tiêu độc, phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đảm bảo phục vụ cho người dân vui xuân đón Tết an toàn. Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong đã có kế hoạch để chỉnh trang đô thị. Thứ nhất là đã chỉ đạo bên điện lực, bên viễn thông quấn gọn các dây đường dây, phạt cây xung quanh để những cây nó che khuất. Hay là tổ chức tới đấy tổ chức kẻ vạch đường trong cái khu đô thị trung tâm. Lập một số cái dự án chỉnh trang như là xây dựng cái cột đồng hồ, xây dựng khu vui chơi cho các cháu, một số khu khuôn viên cây xanh. Với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân huyện Yên Phong cũng như sự vào cuộc tích cực của các phòng chức năng, chuyên môn và các xã, phường, thị trấn, đây sẽ là điều kiện quan trọng góp phần tạo cảnh quan đô thị văn minh hiện đại để người dân vui xuân đón Tết an toàn và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.